Ok, xin chào tất cả anh em đam mê PCP. Hôm nay shop phụ kiện PCP xin giới thiệu cho em một lô cành em nhé. Cành của em mới về. Số lượng không nhiều thì cũng đủ phục vụ của anh em. Đấy. Trước khi vào giới thiệu sản phẩm thì em cũng nói qua hình thức giao dịch của bên shop. Shop ship hàng là COD. Anh em nhận hàng kiểm tra trước khi thanh toán. Đấy. Ưu tiên cho những em là ở miền Bắc. Đấy. Tiện gửi xe thì em có thể gửi xe cho anh em. Còn em nào ở miền trong thì em có thể gửi chuyển phát đến cho anh em nhé. Đấy. Quay lại với sản phẩm thì em cũng xin giới thiệu cho anh em. Đây là một chiếc cành Lothar Weiser tem vàng anh em nhé. Đấy, hàng em mới về. Rất chi là đẹp anh em nhé. Đấy, không một vết xước luôn. Đấy. Em nào thiện chí cần thì gọi trực tiếp vào hai số điện thoại anh em nhé. Đấy. Đây là một chiếc cành Lothar Weiser. Đấy, 20 in, dài khoảng 50 cm. Đấy. Cự ly bắn của nó là rơi vào khoảng tầm 95 đến 100 mét anh em nhé. Đấy, ăn trụ luôn. Bắn lắp chai, ăn lắp chai luôn anh em nhé. Em thì cũng đã thử qua rồi thì em mới dám khẳng định với em như vậy. Anh em nào cần thì liên hệ cho em. Em cứ thử đặt một chiếc cành xem. Đấy, nếu mà về mà test không được 90 đến 100 mét ăn lắp chai thì có thể gọi trực tiếp lại cho em để em xử lý anh em nhé. Đấy, đây em sẽ cho anh em xem khương tuyến của nó anh em nhé. Đấy, rất chia đẹp anh em nhé. Đấy, đây là một chiếc cành Lothar Weiser 20. Còn một chiếc cành bên cạnh của nó đấy là chiếc cành DN-Line anh em nhé, cành DN-Line. Đấy, cũng 20 in, dài khoảng tầm 5 cm như cành Lothar thôi. Đấy, của nó DNA này cũng báo test cho anh em cự ly là 90 đến 100 mét ăn lắp chai. Đấy, anh em có thể nhìn thấy khương tuyến của nó rất chi là đẹp anh em nhé. Đấy, DNA. Đấy, anh em nào thiện chí cần thì liên hệ cho em qua hai số điện thoại đấy, hoặc là ép Zalo số điện thoại 0962627622 để em tư vấn cho anh em. Đấy, anh em nào xem video thì cho em ấn cho em nút đăng ký kênh hoặc là một nút like để kênh của em phát triển để phục vụ đam mê của anh em. Cảm ơn anh em đã xem video. Hẹn anh em ở những video tiếp theo anh em nhé.